nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn cái cây nho thân gỗ nhà em nhé. Hiện tại thì nhà em còn có một cây nho thân gỗ này. Nó là nho, lúc nhập thì nó là nho 12 vụ. Thế nhưng mà bây giờ thì lá nó rất là to và đặc biệt là cái quả của nó cũng cực kỳ là to luôn. Quả của nó khi mà non, đây quả của nó bây giờ là mới đậu quả đấy. Mới hôm nọ em quay cho cô bác anh chị xem cái buổi tối ấy, nó mới đậu, lúc đó nó mới còn có hoa ấy. Thế nhưng bây giờ quả của nó đã rất là to rồi. Đây em cho mọi người xem nhé. Quả của nó đã rất là to rồi. Một quả nó đã gần bằng hai ngón tay, nó đã bằng hai ngón tay em rồi. Đây. Một quả nó đã bằng hai ngón tay em rồi nhá. Nói chung là quả nó rất là to luôn. Nhưng mà nhìn nó vẫn còn nhăn nheo vào thế này này. Cái quả này thì mấy bữa nữa nó còn lớn nữa cơ. Cái loại này thì trái nó sẽ rất là lớn. Tại vì thường thì nho thân gỗ ấy, mà những cái quả nào mà nó non ấy thì nó nhìn nó nhăn nheo và như này này. Khi mà nó già đi thì nó sẽ tất cả những cái vỏ này nó sẽ căng bóng hết ra. Đó. Nói chung là quả rất là to luôn. Quả hiện tại nó đã bằng cái quả to nhất của các loại nho rồi. Thế mà nó còn non choẹt như thế này. Đó. Cực kỳ là to nha cô bác anh chị. Mấy hôm nữa mà nó gần chín ấy thì em sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Em sẽ quay lại cái cây nho này cho mọi người xem. Nói chung là từ trước đến giờ ấy, chưa bao giờ em nhập được cái cây nho nào mà quả nó to như này luôn ạ. Mà rất là sai. Rất là sai lên đến ngọn luôn. Cái cây nho này thì ngọn nó cái mầm của nó lên là màu đỏ. Cái mầm của nó lên là màu đỏ. Mọi người nhìn thấy cái ngọn của nó màu hồng đỏ không ạ? Đó. Nhìn thì giống lá kim cương. Nhìn thì giống lá nho kim cương, nhưng mà lại không phải là nho kim cương. Em cho mọi người xem lá nho kim cương nhá. Lá nho kim cương thì rất là dài và nhọn. Đặc biệt là cái ngọn non của nho kim cương thì nó là màu tím. Đó, ngọn của nho kim cương thì nó là màu tím. Đó, cô bác anh chị và các bạn nhìn rõ không ạ? Cái ngọn của nho kim cương thì nó lại là màu tím. Mà cái thân của nho kim cương thì nó như là thân nho thường, nó rất là bóng. Còn riêng cái nho này thì lại là thân thì như thân nho 12 vụ. Thân của nó thì là thân nho 12 vụ, nhưng cái lá của nó thì gần giống như lá kim cương, nhưng cái quả của nó thì lại rất là to. Nói chung là quả to nhất của các loại nho cũng mới chỉ bằng cái quả của cái nho này lúc quả non thôi. Đó. Mọi người nhìn thấy không ạ? Quả rất là to luôn. Quả rất là to luôn. Một quả của nó đã bằng hai ngón tay em rồi. Mà cái ngọn của nó cũng đỏ rất là đẹp. Cái ngọn của nó cũng đỏ và nó hồng dần như là nho 12 vụ. Nói chung là đỏ rất là đẹp luôn. Đỏ hồng. Và cây cực kỳ là sai. Cái cây này lại còn đẹp nữa. Cây này lại còn đẹp nữa, phát thân thẳng đẹp, chia ra làm ba nhánh. Đó, chia ra làm ba nhánh nhé. Nho to thì hiện tại nhà em cũng còn có mấy cây thôi. Ví dụ như cái cây nho kim cương này hiện tại đang ra hoa này. Nho kim cương hiện tại đang ra hoa này. Có mấy chùm hoa. Nho kim cương thì quả ra thành chùm. Đấy, nho kim cương thì quả ra thành chùm nhá cô bác anh chị nhá. Cô bác anh chị và các bạn nhìn cái hoa của nho kim cương này. Hoa của nó ra thành chùm. Hoa của nó ra thành chùm và nó cái chùm hoa của nó dài hẳn ra. Đó. Đây cũng đang bắt đầu có mấy chùm nữa ở đây nữa này. Đó. Mấy hôm nữa nó
mấy hôm nữa nó nở hoa nhiều. Ui, bây giờ đang sai cực luôn, rất là nhiều. Đó, đây này, nay em mới để hoa của nó thành chùm, thành chùm dài luôn ấy. Còn cái nho này thì nó cũng mọc thành từng quả, từng quả từng chỗ như là nho 12 vụ. Quả của nó thì lại như là quả nho 12 vụ. Nhưng mà cái lá của nó thì lại giống lá, lá già của nó thì lại gần giống lá nho kim cương. Nhưng lá nho kim cương thì nó hơi vặn vặn. Còn lá này thì nó lại phẳng lá, rất là phẳng lá, to lá, quả to. Có thể là chưa có cái loại nho nào mà quả to như thế này luôn. Cây kim cương này đang ra rất là nhiều hoa, cực kỳ là sai luôn. Đây, còn cái cây nho hôm nọ em quay đây nhá. Hiện tại thì quả nó khá là to. Quả nó to thì sẽ nhìn thấy rất là sai, chi chít luôn. Đó, mọi người thấy không? Cực kỳ là sai luôn. Đây, em cho mọi người xem cái rễ nhá. Toàn bộ cái bộ rễ của cái cây nho này đều là ở bên ngoài hết. Ở trong giữa nó còn có một... Ở trong này là người ta bó một hòn đá vào trong giữa. Vừa rồi em bán thì các bác ấy đã xịt hẳn cái rễ này ra rồi. Còn nhà em thì vẫn để cái rễ như thế này. Những cái cây này mà cô bác anh chị và các bạn về xịt ra là nó nguyên một bộ rễ luôn. Đó. Nguyên một bộ rễ bán. Đó. Cây này hoành gốc lên đến 30 nhé các bác anh chị nhé. Lên đến 30 nhé. Đây, đây cũng là một cây nho kim cương. Hiện tại thì nhà em cũng chỉ còn có mấy cây to thôi. Có một cây trong này nho tứ quý, nhánh. Vừa rồi thì rất là nhiều quả, nhưng bây giờ thì còn vài quả sắp chín thôi, còn lại là đang bắt đầu đang nảy nụ, đang ra nụ, cực kỳ là sai. Cô bác anh chị và các bạn nào mà ở gần khu vực Hà Nội ấy, thì có thể đến vườn em tham quan vườn và xem cây nhé. Cô bác anh chị và các bạn cứ đánh vào Google Maps ấy là cây giống anh Trung là sẽ đến vườn ạ. Hoặc là mọi người có thể kết bạn Zalo cái số này của em để em gửi định vị cho mọi người đi, gửi vị trí cho mọi người đi. Em xin phép được dừng video tại đây nhé. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ. Mọi người cần tư vấn về cây gì hoặc là cần tìm hiểu, có thể là mọi người muốn mua cây gì thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0977 516 916 966 giúp em nhé.